mấy con em? Hai em mà nó nhỏ anh ơi. Dính cái cuối cùng rồi. Đừng có để lên. Hai em ơi. Mấy nữa? Em chào cả nhà nha. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay hai chồng em tranh thủ đi thăm gặp cua Diêm cả nhà ơi. Đi thăm cua Diêm kêu có nhiều không nên mót thêm mớ lần sáng em kiếm thêm mớ nữa là em bán. Dạ em mời cô chú anh chị mình cùng thăm gặp cua cùng vợ chồng em cho vui nha. Và xem đêm nay hai chồng em thăm gặp cua dính được nhiều hay không. Trước khi đi thăm em có đem theo bọc mồi, cái nào hết mồi thì em móc. Sáng thì em đi thăm tiếp tục cả nhà ơi. Rồi mình xuất phát thôi bà xã ơi. Thấy cái gặp chưa em? Quá tối mùa hồng quá em ơi. Trời ơi. Ồ, cái đầu tiên này mà không thăm không xong rồi. Này mình thăm hơi trễ quá. Vô nó quất hết mồi. Thôi cục mồi nó miếng mồi quá sáng cái mồi. Đầu tư miếng mồi cà phê này bự dữ. Em dời nó lên chảng. Em dời anh chảng chỗ nào cũng được. Dời lên cạn đại đi. Qua ngay chỗ này luôn à. Làm nó hu cái chỗ lỗ tai. Ít ra cái đầu tiên là phải dính con cua gạch để cho mình mừng. Mà không dính con gì chứ hả? Còn không dính con gì chứ. Kỳ cục. Cái tới như em đặt trong bụi này hay gì nè? Đây nè. Ồ, cái này nó cái phao nó nhảnh cái đít nó lên nè kìa. Quá xá nước đầy mà. À, anh thấy cái đít nó không? Nó ngập dây luôn. Ngập dây rồi. Phao này dở lên con y nhất cái cây. Cái loại nhảnh đít nè. Vậy mà muốn ngồi coi nguyên em thôi. Em vượt vô cản thôi đi. Hai cái chết rồi phải không? Hai cái rồi đó. Đây chết một cái sáng. Mình về bên đây là sáng nó vô gặp gặp trên cây. Vô bích gặp mặt sức mà thăm luôn hay gì? Bích gặp luôn. Cái phao như tuốt trước em. Trời ơi. Ba cái liền đi. Quấy quá bằng hiền ơi. Không có cái mũi. Lên đây. Em bơi ngược qua lấy ngang, bơi ngược qua lấy ngang qua đó, ngang bên đó cái đó. Đó mình dục cặp mé đó cái được rồi. Mấy cái bên đây mình còn chưa mình còn. Coi Nguyên à. Vậy qua đây nó dính cho anh coi nè. Tới vô khúc mất em là gì vậy? Vô khúc mất của em. Nó cạn nữa nó. Hình khúc mất này cái cây. Vô khúc mất cái cây.
Thấy chưa? Đúng là vô mức thiệt. Vô mức. Nhiều cái em biết vậy là em đi dời lên chẳng hết. Trễ quá hả? Trễ quá. Xem đi làm đi. Một em rồi đó. Em hai cục màu khác. Kệ em dẫm nguyên vô, đại đi. Nó xưa xong dữ rồi. Cho nó bự bự luôn. Ít ra là thấy ra là thấy vậy. Em sao à? Có tinh thần được chứ. Chứ vợ gặp không hoài cũng quê quá hả? Ai vợ gặp không hoài quê, vợ cũng đỡ rồi đó, hết quê rồi đó. Cái này sáng ba con này phải không em? Chỗ này nè. Rồi, cái này sáng ba con này giờ. Hai con cũng được anh. Bốn con thì càng tốt. Em không nói tiếng nào chứ hả? Không nói tiếng nào chứ. Không buồn luôn. Mấy con em? Hai em. Hai em mà nó nhỏ anh ơi. Hả? Hai em mà nó nhỏ. Có nghe màu càng đó chắc tiễn luôn em. Em màu càng đó tiễn. Màu càng không có càng nào. Ừ màu càng luôn đi. Rồi con cua nhỏ đó em thả đi. Mồi này chắc khỏi dặm quá anh. Cũng được nữa. Khỏi dặm đi chứ dặm quá hồi hết mồi à. Anh thấy không? Cái chỗ nó không dính đó, cái chuyện này. Cái chỗ nó dính cho nên anh ha. Hồi chiều dính rồi giờ dính nữa đó anh thấy. Tính ra hai quận cái gạch này dính 5 con rồi chứ bộ. Giờ em thụt xuống chút. Giữa này chìm thường ở đây. Chắc của, chắc của con nè. Của con nó vô nó ăn à. Mấy cái móc này nó đều đều, nó muốn gãy. Mày nó xuống nước mặn có mấy hồi đâu. À chào em à. Xuyên vụ đi du lắm cả nhà ơi. Cho dù sớm tối khuya gì hai chồng em cũng phải đi hết trơn. Chắc mót sinh tử hết hả? Bơi qua lên em ơi, bơi qua lên trên nè. Trên nè, trên nè. Trên ánh đèn anh nè. Đó, cái gặp. Ý là dung nhà đó mà còn hả thâm xuống họ ngóc lên là còn... không dám hướng được nữa đó. Em móc mồi em cũng dòm xung quanh chứ đừng có gục xuống hồi em không biết đường em bơi á. Cái này sáng cũng hai con. Quận này không dính. Không có con nào. Cầm rồi chứ để nó quay thôi. Gió nó quay. Trời ơi cái đậu con cá phi. Cỡ này nè. Đáng lẽ ra là con cá bự, con cua bự lắm luôn nha.
nó mới xứng đáng với cái đầu cá phi nè. Đúng rồi đó. Em đặt bên nào cũng được. Bên này, bên này, bên này. Đường này em bơi lần vô cỏ là em thấy à. Tốt chứ. Nước ngập mênh mông hết chừng. Để cái này lấy lại tinh thần hay. Dính mà dính cua nhỏ nữa. Nhỏ này chắc thả lại luôn quá. Em dời chịch chút một trước cũng được. Tới bữa lá trước đây mày. Cái này bơi đi dữ vậy người ta. Nước, nước lớn em nhẹ bơi phải không? Nhẹ bơi. Bữa nay quấy quá bắt tài ơi. Buổi tối này làm bộ không đậu rồi. Tối nay làm bộ không đậu rồi. Còn vớt được cứ sáng không ấy. Ta phải lúc nào mình cũng đậu hết. Bây giờ cái này chỉ còn vớt giác cứ sáng nữa thôi chứ. Sau này cái nữa là cái gặp cua gạch của mình nè. Dạ con nhất cái nữa rồi. Sáng cái này cũng cua gạch. Nhất là có nhất cũng nhìn con. Đố anh đố cái này dính đâu? Dính cái cuối cùng rồi. Đừng có để lên. Hai em ơi. Mấy nữa? Ba em. Trời ơi. Ôi mừng quá nha ơi. Mừng quá. Nhờ một cái cuối cùng nha. Đấy, nó nằm coi một cái luôn. Vớt vát được cái cuối cùng này cũng đỡ. Em nói mà anh đừng có hả. Đừng có bỡ với em hả. Bỡ với em nha. Giờ hôm nay hai chồng em thăm cái dàn gặp tới đây thì cũng đã xong. Cái cuối cùng thì kết quả dính được ba con cua nha ơi. Mừng quá sáng luôn. Ba con cua của em luôn. Vừa nãy dính được mấy con cua mà nó bò đi. Mấy cua nói chung cũng nhỏ nha. Cũng vớt vát được chút cháo được. Vậy thì cũng mừng lắm rồi. Giờ hôm nay em xin khép video ở đây. Giờ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.